Rất là bất ngờ là mình gặp phải một chiếc Lamborghini Diablo. Đây là tiền nhiệm của chiếc Murcielago và là một trong những mẫu xe thành công nhất của Lamborghini. Bạn có màu xanh rêu. Xe này đời 2000 và là bản Roadster. Quá đẹp, kiểu cửa cắt kéo quen thuộc. Đây. À, ngắm nội thất một chút. Đây là xe cho thị trường New Zealand và các thị trường mà đi tay lấy nghịch. Quá đẹp. Với một triển lãm xe và công nghệ này thì có mặt Lamborghini thì không thể thiếu Ferrari. Và đây là mình đã gặp một chiếc Ferrari Testarossa. Chiếc này đời khá là cổ, mình không nhớ rõ là đời năm bao nhiêu. Màu đỏ quen thuộc của chú ngựa hoang. Chuyển qua bên đây, mình có một chiếc Dodge Viper của màu đỏ. Rất là đẹp, dòng xe cơ bắp của Dodge. Này sẽ cạnh tranh với Chevrolet Corvette vì kiểu dáng của hai dòng này khá là tương đồng với nhau. Và chuyển qua đây mình có một chiếc máy bay chiến đấu. Đây là chiếc MiG. Ở Việt Nam thì chúng ta rất là quen thuộc với dòng MiG rồi đúng không? Nhưng mà ở bên đây thì nó là một cái điều rất là lạ đó. Chỉ là các cái quả tên lửa vẫn còn được gắn trên đây. Ở đây chúng ta có một chiếc máy bay dân sự mà đã bị cắt mất hai cánh rồi. Hai cánh nó được xếp ở bên kia, bạn có thể thấy. Đó. Thì một vòng chiếc MiG, mình nhìn vào là mình đập vào mắt mình ngay. Số hiệu cũng rất là đẹp, số cánh luôn 8008. FUV
12 foot